kể câu chuyện về vua Lý Xu từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài nhân gian. Năm 23 tuổi, bất ngờ được triệu về làm vua. Vì đã quen cuộc sống bình dân, ông không quen được với cuộc sống trong cung cấm, lẫn các phi tần luôn vây quanh quyến rũ. Nhà vua quyết định lập một nhóm mai mối với những con người dị tài để thực hiện nhiệm vụ cưới vợ cho vua. Đón xem bộ phim hài hước, lãng mạn, cổ trang Biệt Đội Tơ Hồng, phát sóng 12 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3.